Trong buổi thuyết trình này, chúng ta sẽ biết được thêm nhiều về công ty Everidge. Chúng ta sẽ được biết nhiều điều về mà trước đây có thể các bạn chưa bao giờ được biết đến. Làm thế nào để chúng ta sẽ cư xử như nào thì các bạn sẽ tự quyết định. Chương trình của chúng ta sẽ kéo dài khoảng 20 phút thôi. Các bạn sẽ biết được thêm rất là nhiều điều thú vị đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chương trình của ngày hôm nay. Hiện thực ngày nay trên thế giới, hệ sinh thái Everidge, mô hình kinh doanh MSCI. Tại sao chúng ta lại muốn theo đuổi cái sứ mệnh new và các bước tiếp theo đến với thành công của chúng ta và những tin tức mới nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu. Vậy thì những gì đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay? Các bạn đã bao giờ tự hỏi mình cái câu hỏi này chưa? Các bạn có những cảm xúc như thế nào khi các bạn hỏi câu này? Bạn thấy nhiều cảm hứng hay các bạn đang cảm thấy trầm cảm? Các bạn chắc chắn là tình hình hiện nay thì nó đã làm ảnh hưởng đến cả thế giới này. Nhiều công ty đã phải đóng cửa, nhiều người mất việc làm. Điều đó đã khiến cho chúng ta phải gặp những vấn đề về tài chính. Chúng ta không tin tưởng vào tương lai của chúng ta ngày mai. Chúng ta không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và khiến cho nhiều người, cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn. Tuy nhiên, thì chúng cái mặt nào cái gì cũng có hai mặt, mặt chính và mặt tích cực, mặt tiêu cực. Vậy thì tại sao chúng ta không xem dưới góc độ khác? Biết đâu thì đây chính là cái hồi chuông cảnh báo cho nhân loại để khiến chúng ta phải bước ra khỏi khu vực an toàn và chúng ta thử những cái điều mà chúng ta vẫn luôn mơ ước mà chúng ta vẫn chưa có thời gian để chúng ta thực hiện. Thì biết đâu là đến lúc mà chúng ta cần phải làm điều đó. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Nếu nghĩ rồi thì các bạn đã tìm hiểu cái cơ hội, tìm cái cơ hội thì các bạn hãy tham gia theo chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã có một tin tức mới, chúng ta có một giải pháp. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Câu trả lời của chúng tôi về Everidge, đấy là một nền tảng marketing toàn cầu và đem ra cho chúng ta một cái mô hình marketing rất là thú vị và các mọi người đều có thể tham gia vào các dự án khác nhau. Mục tiêu của Everidge là giúp đỡ một hàng triệu người trên thế giới này có thể có được sự độc lập tài chính và tự do tài chính. Trụ sở chính của chúng tôi thì ở Mỹ. Chúng tôi có hơn 750.000 đối tác tích cực trên khắp thế giới. Tất cả các webinar của chúng tôi được truyền hình trên hơn 10 thứ ngôn ngữ khác nhau. Và trong hệ sinh thái của chúng tôi có hơn 1.500.000 người dùng đã đăng ký và hơn 10 thương hiệu độc đáo. Và bây giờ chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy một vài cái dự án ở trên cái slide này đây. Những dự án là đang hoạt động và sắp được triển khai. Hệ sinh thái Everidge thì cho chúng ta tiếp cận đến rất là nhiều cái thương hiệu độc lập và những cái sản phẩm của thương hiệu đó. Đây là cái lời chào hàng độc quyền của chúng tôi và các bạn có thể xây dựng cái công việc kinh doanh của mình ở trong tất cả các cái thương hiệu này. Hiện nay thì chúng ta có những cái dự án đang chạy là dự án Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư, API, Edu Cafe, UGPay Group, công ty Ugame. Và hiện nay thì cũng đang chuẩn bị một cái dự án mới sắp sửa ra mặt là RNC, đó là tư vấn pháp lý 24/7. Và nhờ có những cái sản phẩm được đa dạng như vậy thì cái mô hình của chúng ta là rất là mạnh và không bị ảnh hưởng trước những cái tình hình kinh tế chính trị trên thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một vài dự án cụ thể. Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư, đó là Viện Đào tạo Nhà Đầu Tư là một cái nền tảng để cho chúng ta dạy chúng ta cách tìm hiểu về tài chính và đầu tư. Các bạn có biết không là theo cái số liệu thống kê thì chỉ có 10% dân số thế giới biết cách quản lý tiền bạc của mình và nghiên cứu tình hình đầu tư. Gần đây thì chúng ta có những cái con số là không phải là những ai cũng biết được về đầu tư đâu, nó rất là thấp, tỷ lệ rất là thấp và khiến cho khoảng độ 90% dân số toàn cầu có thể trở nên là những người độc lập và tự do về tài chính. Và chúng tôi muốn cải thiện cái tình hình này và tất cả các cái kiến thức của chúng ta thì dựa trên những cái kiến thức và kinh nghiệm của những người huấn luyện viên rất là tài giỏi trong cái lĩnh vực các lĩnh vực đầu tư tài chính và đào tạo. Nay chúng ta đã có hơn 1 triệu học viên ở trên khắp thế giới và nhiều người đã thay đổi được cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt lên. Và các bạn cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình như thế. Các bạn hãy tìm hiểu nhiều về những cái khóa học của chúng tôi ở trên trang web hoặc là trong back office của bạn. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một dự án nữa của công ty UGPay Group. Đây là một dự án độc đáo mà cho tất cả mọi người đều có thể trở thành nhà đồng sở hữu của danh mục đầu tư toàn cầu trong những cái lĩnh vực như là khai thác vàng, sản xuất phim Gitmaster, công nghệ Bazan, công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo, rồi các lĩnh vực trong crypto hoặc là bất động sản, thậm chí là cổ phiếu chứng khoán của các công ty hàng đầu trên thế giới. Chúng ta có token World Crew, đó là token chứng khoán
mà có thể cho phép chúng ta tham gia các cái dự án khác nhau. UGP Group AG là công ty được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, được thành lập và nó được thành lập tại Thụy Sĩ. Đây là một nơi mà có những cái nền pháp lý rất là mạnh và rất là uy tín. Có rất nhiều công ty đang kinh doanh và ngân hàng cũng như là các công ty đầu tư cũng đăng ký ở đây, bởi vì đây là một chỗ mà rất là tuyệt vời cho những nhà đầu tư. Mà các bạn có thể tìm hiểu trên kênh UGP Group là ugp.group. Ở đó thì các bạn cũng có thể xem sách trắng ở trên đó và cũng như là cái trích lục của đăng ký. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của chúng ta, đó là cái mô hình kinh doanh MNCI. Nó cho phép chúng ta không chỉ là người tham gia của hệ sinh thái mà có thể kiếm tiền ở trên đó. Thì tất nhiên là mỗi người đều có thể tự quyết định cho mình là tích cực hoạt động hay là chỉ đứng xem quan sát thôi. Chúng ta có thể tham gia một hoặc hai dự án. Đấy. Tùy chúng ta, nếu chúng ta càng hoạt động tích cực thì cái thu nhập của chúng ta nó càng tăng lên thêm. Và cái mô hình này thì là dựa trên là đầu tư cộng đồng và được tạo ra từ năm 2014. Mô hình của này được có ý tưởng chính là kết hợp ba cái lĩnh vực khác nhau để mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái cơ hội. Trước hết đó là sản phẩm, lĩnh vực sản phẩm. Chúng ta có những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất trên thị trường, bao gồm cả cái chương trình học tập và đào tạo của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục được hỗ trợ. Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta có thể tự mình làm chủ của mình, là sếp của mình và có thể làm việc theo cái lịch mà mình muốn từ bất cứ điểm nào trên thế giới này và tạo ra được cái doanh nghiệp mà có thể mang lại cho chúng ta cái thu nhập rất là phong phú. Và tiếp tục là cái thứ ba, đó là lĩnh vực đầu tư. Chúng ta có thể trở thành nhà đồng sở hữu của những danh mục đầu tư toàn cầu, có thể có được nhiều nguồn thu nhập thụ động khác nhau. Bây giờ thì các bạn đã hình dung được là tại sao cái mô hình MNCI thì nó lại độc đáo như là thú vị như vậy không? Chúng ta là công ty đầu tiên triển khai thành công cái mô hình này kể từ năm 2014. Và tất cả những thứ đó thì được kết hợp lại cho các bạn dưới một cái thương hiệu chung gọi là Everreach. Đấy chính là một cái ví dụ của chúng ta là Edu Cafe, chính là một cái ví dụ rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta có một cái dự án mà nó là một nhà hàng, một quán cà phê để cho mọi người có thể tham gia và có thể vừa là khách hàng, vừa là nhà kinh doanh, vừa là nhà đồng sở hữu. Ví dụ khách hàng chúng ta đến, chúng ta ăn uống và chúng ta sử dụng dịch vụ, còn doanh nghiệp thì doanh nhân thì có thể đến để làm việc ở đó và là nhà đồng sở hữu, thì mình có thể đầu tư vào chúng mình và mình có thể hưởng được cái phần trăm từ cái hoạt động của doanh nghiệp này. Và bây giờ thì nhờ có MNCI mà chúng ta có thể vừa làm khách hàng, vừa là doanh nghiệp, vừa là nhà đồng sở hữu. Các bạn có thể tùy chọn. Và bây giờ thì đã đến lúc chúng ta xem cái mảnh ghép cuối cùng của chúng ta, đó là cái câu hỏi tại sao chúng ta lại tạo ra một cái hệ sinh thái như vậy và tạo ra được một cái mô hình độc đáo như vậy. Thì câu hỏi trả lời rất là đơn giản. Sứ mệnh của chúng ta gọi là cải tiến nền kinh tế thế giới, hay là gọi tắt là New. Các bạn xem là chúng ta có cái từ ở trong này, có từ là cải tiến, là tiến hóa, tức là muốn tạo ra những cái thay đổi tích cực ở trên thế giới này. Chúng ta muốn làm thay đổi cho cái sự phân phối của cải toàn cầu, làm cho cái sự phân phối này nó sẽ trở nên tốt, hợp lý hơn, là mọi người có thể biết được cách quản lý tiền bạc của mình, có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập, có thể vừa làm kinh doanh vừa đầu tư, và dần dần thì tất cả mọi người sẽ trở nên là tự do về mặt tài chính và sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Nhờ có những cái cơ hội ở công ty thì chúng ta có thể mang lại cái lợi ích, ích lợi cho cộng đồng và sẽ tạo ra được một cái cộng đồng toàn cầu mà toàn những người tiến bộ và cùng chung chí hướng. Vậy thì tất cả những người cùng nhau thì chúng ta sẽ có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và để lại một cái di sản xứng đáng cho thế hệ mai sau. Thì các bạn hãy đồng ý với tôi là chúng ta có một cái triển vọng rất là tuyệt vời, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tổng kết lại những gì mà chúng ta vừa nói. Thì chúng ta khi mà chúng ta làm đối tác với Everreach thì chúng ta sẽ được những gì? Trước hết là chúng ta thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái với tất cả các thương hiệu trong đó. Chúng ta có thể tận dụng cái mô hình độc đáo MNCI và tạo ra nhiều dòng thu nhập. Chúng ta có thể học tập, chúng ta có thể được thưởng những cái chương trình đào tạo cả online lẫn offline. Chúng ta có thể thường xuyên phát triển bản thân, phát triển cá nhân. Chúng ta cũng có thể tạo ra tài sản cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Cộng đồng của chúng ta là những người cùng chung chí hướng và tiến bộ mà chúng ta có thể cùng nhau
nhân chia chia sẻ cái kinh nghiệm này và cái thành công này. Nếu như các bạn thích những điều mà các bạn vừa được nghe và các bạn muốn tham gia cùng với cái cộng đồng lớn mạnh nhất nhanh của chúng tôi, thì xin mời các bạn chỉ việc đăng ký vào hệ sinh thái Everreach và các bạn hãy trao đổi với những cái người mà đã mời bạn đến nghe cái buổi thuyết trình này, và các bạn chọn ra cái dự án hoặc là nhiều dự án mà các bạn muốn tham gia, các bạn học tập ngay, có thể ngồi nhà học tập cũng được, các bạn tham gia các webinar, các buổi đào tạo hoặc là các cái tiết mục offline của chúng tôi. Nên quan trọng là các bạn cần phải hành động, tất cả mọi việc rất là đơn giản thôi. Chúng ta có hàng trăm người chúng ta có thể làm được thì tất nhiên là bạn cũng sẽ làm được, và tất cả chúng ta sẽ ở cùng bên nhau. Thì chúng tôi xin mời các bạn hãy trở thành đối tác của Everreach. Khi các bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi, các bạn có thể trở thành một doanh nhân kiểu mới. Và để có thêm thông tin cụ thể thì xin mời các bạn hãy đến trang web của chúng ta evo-reach.com. Tốt nhất thì các bạn hãy hỏi cái người mà đã giới thiệu với các bạn về cái cơ hội này ấy. Thì tiện thời thì chúng tôi là mới thế thôi, thì tôi chính chắc rằng là chúng ta có cái thông tin này sẽ là thông tin hữu ích cho các bạn, và các bạn có thể sử dụng nó để cho tạo được những cái lợi ích cho bản thân mình và gia đình mình. Chúng tôi sẽ rất là vui mừng chào đón bạn đến với cộng đồng của chúng tôi, cộng đồng Everreach. Anh đã giải thích một cách rất là tốt cái cơ hội mà chúng ta đang tồn tại và cái quy mô của nó. Vì vậy, bây giờ là thời điểm chúng ta sẽ cập nhật những tin tức khi mà sau khi chúng ta biết được một cơ hội để tăng trưởng cho tất cả. Thì đây là thực sự là kiến thức quan trọng mà các bạn có thể có được khi chúng ta biết là các cái câu chuyện của các cái thủ lĩnh của chúng ta, thì bất cứ sau câu chuyện đó thì nó có cái sự tăng trưởng nhờ các cái kiến thức đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ kể các cái chi tiết, các cái thông tin thiết thực ạ. À, chúng ta bắt đầu từ việc là những thứ mà chúng ta đều thích, đó là các cái chương trình khách hàng thân thiết. Chúng ta phải làm chi tiết liên quan tới các cái điểm thưởng của tháng này và cái chương trình khách hàng thân thiết nói chung. Và tôi muốn nói rằng tất cả các cái điểm thưởng theo chương trình Crew, khách hàng thân thiết, nó sẽ được cho thưởng tới blockchain và qua security token của Crew. Quan trọng là tất cả các đối tác đều biết rằng cái điểm thưởng này, chương trình khách hàng thân thiết sẽ được giao cho những cái chủ sở hữu World Crew. Và rất quan trọng là chúng ta chuyển đổi từ Crew sang World Crew để mà chúng ta có thể nhận được cái điểm thưởng đó trên cái blockchain của chúng ta. Quan trọng phải biết rằng liên quan tới cái việc thanh toán qua Crew VIP sẽ không có sự thay đổi trong việc thảo đoạn đầu tư cá nhân. Có khoảng 20% từ cái việc đăng ký cá nhân thì sẽ được phân chia cho tất cả những cái thành viên của bộ VIP và sẽ được đưa cho cái điểm thường. Vậy bạn có thể kiểm tra cái tài khoản ảo của mình. Chúng ta cũng có cái tin tức rất là hay cho các bạn bè của chúng ta ở Úc, tức là họ có thể rút được tiền từ tài khoản cá nhân IP, và ở đây chúng ta sẽ thấy cái form chúng ta phải điền và mọi người sẽ có thể rút được tiền mà mọi người đã tích lũy. Vì vậy tôi chúc mừng tất cả những các cái đối tác của chúng ta ở Úc, họ bây giờ có cái hình thức rút tiền tất cả các cái điểm thưởng của chúng ta một cách nhanh chóng. Slide tiếp theo, và cái từ khoản cá nhân rút tiền từ cái khoản IP dành cho những người sống ở Mỹ và các cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chúng tôi đã mở cho họ các cái con đường mới, phương pháp mới, và họ đã tiếp cận được rồi, và cũng có những các cái form để điền và để rút tiền. Tất cả các điều này sẽ được thực hiện trong các cái back office của chúng ta, của Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân IP. Chúng ta sẽ điền một số các cái văn bản thiết, tất cả các thông tin cần thiết, và sau đó thì mọi người sẽ có thể nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Chúng ta có cái trò chơi tuyệt vời, đó là trò chơi tiền tài chính. Nó là một cái công cụ tuyệt vời để mà để chúng ta học được và có thể dụng được thực tế trong việc đầu tư, để có thể tăng tài sản của mình và có kế hoạch tài chính của mình và làm thế nào cách tốt nhất bằng việc chơi. Vậy là chúng sẽ có những buổi đào tạo khác nhau để mọi người có trở thành các chuyên gia, họ có thể chơi được kiến thức, và sau đó thì họ sẽ có thể theo kế hoạch của mình, họ có thể học được xem xét các cái tình hình tài chính khác nhau mà nó diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Có công ty thì luôn đề xuất chúng ta các cái giảm giá tuyệt vời, và hôm nay sẽ ra mắt cái mã promo vào 8 giờ chiều, và mọi người có thể theo dõi Moscow nhờ vào cái mã promo đó mua được giá tốt nhất có thể. Điều đó thực sự rất là lợi cho mọi người, đúng không? Ai cũng muốn cơ sự giảm giá mà. Chúng ta có những các cái phương án khác nhau trong việc mua 8-10 tháng 5. Mọi người hãy lưu ý 10 tháng 5 này nó sắp tới gần rồi. Thứ hai, họ hãy tận dụng các cơ hội và hãy mua cái buổi đào tạo
dạ trò chơi là chuyện em người ở câu lạc bộ VIP họ là có 3% giảm giá. Thế đây có những cái ưu tiên dành cho những cái thành viên VIP, thì họ nó luôn các cái có những cái ưu tiên ở cái chơi này thì mà nó sẽ ra mắt và tất cả chúng ta sẽ chơi gia đình bạn bè mà chúng ta không nhận học mà chúng ta sẽ dạy gia đình của chúng ta chơi ở nhà. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có công cụ tuyệt vời dành cho những người mới. Team marketing của chúng ta tiếp thị nó là một trong cái đội ngũ gương mẫu và họ làm tất cả những thứ có thể để tất cả những người tới mà tham gia để họ có thể hòa đồng được với công ty và họ luôn có cái sự hỗ trợ. Vì vậy trong cái văn phòng Average của chúng ta có hướng dẫn dành cho những cái để dành cho những người mới để họ biết cách giới thiệu công ty và họ có thể làm quen với tất cả những điều gì đang có tại công ty. Và chúng tôi cung cấp các cái nguyên tắc căn bản, các cái cơ sở để mọi người có thể dẫn dắt họ vào cái thế giới đầu tư kinh doanh mạng lưới. Và ở đó thì chúng ta có cái chỉ định chỉ bảo liên quan tới YouTube để tất cả những người mà tham gia, những người mới tham gia thì họ biết họ có thể làm được những bước gì, sử dụng các nền tảng như thế nào. Thì vậy rất là quan trọng tất cả các cái vốn mục ở đây còn được bôi rồi ý ạ. Và chúng ta có thể chuyển được thông tin này dành cho những người mới. Và nhờ vào việc đó, chúng ta sẽ đăng ký họ cách nhanh hơn. Và cái sự hiểu biết của họ sẽ hiệu quả hơn và cho họ tất cả những thứ gì họ cần để mà họ có thể tương tác được, họ hoạt động được trên nền tảng. Và tiếp theo, chúng ta có những cái chương trình đào tạo cho đối tác 1 triệu, tức là chúng ta bắt đầu kinh doanh mạng lưới. Và đây thì chắc mọi người đã làm quen với nó rồi. Ở đây thì chúng ta có cái dòng 2. Vâng, hãy xem chúng ta có sự giảm giá thực tế như thế nào. 60% bắt đầu từ 3 tháng 5 đến 13 tháng 5 nhờ vào cái mạng promo team mà nó được dịch là như xuân, ta có 70% sự giảm giá để bắt đầu kinh doanh MFC dành cho những người chung kinh doanh mạng lưới mà nó muốn phát triển như thủ lĩnh kinh doanh này. Và chúng ta sẽ nhận được các kiến thức liên quan tới các thủ lĩnh của chúng ta. Vì vậy ta hãy tận dụng các cơ hội này, tất cả những người muốn bắt đầu, tất cả những người muốn trở thành các chuyên gia và phát triển sự nghiệp riêng của mình, thì cái chương trình này nó sẽ giúp cho mọi người, cho các bạn, nó sẽ dạy các bạn các cái cơ chế mà để mọi người có thể bắt đầu được, mọi người phải biết cái gì trong cái lúc này, vân vân. Vì vậy là tôi nghĩ đó là một cái cơ hội tuyệt vời. Chúng ta thì cứ mua với cái sự giảm giá khá là tốt. Nhờ vào đó thì công ty giúp tất cả các đối tác chúng ta, và mọi người hãy tận dụng các cơ hội này từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 3. Và bây giờ là 250 unit, nhưng với cái sự giảm giá này thì cái giá nó chỉ còn khoảng 99 unit thôi, và đó là thật sự tuyệt vời, chứ không tuyệt vời. Tiếp theo, mọi người hãy lưu ý rằng chương trình đào tạo cái danh mạng lưới pro của chúng ta, cái buổi huấn luyện của chúng ta mà nó thực sự là rất là lớn dành cho những việc đào tạo kinh doanh mạng lưới, dành cho những người muốn làm quen với nó, với cái thế giới đấy, thì họ có cái việc quảng cáo nó, tôi nghĩ là nó thực sự là kỳ diệu. Nếu mà mọi người mời 3 người để họ tập luyện cùng nhau và mua được cái chương trình đào tạo này cùng bạn, thì bạn sẽ nhận được 1.000 unit. Đó là thực sự là một cái số rất là tuyệt vời, thì bạn có thể nhận được cái điểm thưởng và chương trình Average và nhờ vào các kế hoạch marketing bởi đào tạo này, bạn sẽ nhận được hơn 1.000 unit. Và vì vậy đấy là bạn bán được 6 đơn hàng thì nếu 10.000 thì là 3.000 unit, ta cũng vẫn như thế. Và đó là cái quảng cáo thực sự rất là hữu ích để mọi người có thể đào tạo, phát triển bản thân và giúp các đối tác tăng trưởng để họ có thể phát triển được cái hệ thống của mình, để họ tăng doanh số. Và cái đấy là cái chương trình mà thực sự là nó để cái dấu ấn rất là sâu sắc, vì nó dạy chúng ta là cái công cụ gì và phải làm như thế nào, bắt đầu như thế nào, như thế nào. Vì vậy tất cả chúng ta hãy tận dụng, hãy sử dụng các cái quảng bá này và hãy phổ biến các cái thông tin này giữa các người con người của chúng ta, những các đối tác của chúng ta, của mạng lưới của chúng ta, để tất cả mọi người có thể mua được cái chương trình này nhờ vào các cái chương trình này. Sách tiếp theo ở đây thì một lần nữa thì đây có sự giải thích là cái giảm giá gì, cả chất khấu gì, chúng ta có cái thủ lĩnh mà anh ấy thực hiện sự giảm giá cho cái buổi đào tạo này, và có 3 người mà anh ấy bán cho buổi đào tạo này trong cái tầng thứ nhất. Và nhờ theo cái kế hoạch marketing thì chúng tôi sẽ kéo được 1.000 unit từ mùng, nó sẽ bắt đầu từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 6 dành cho tất cả. Và chúng ta có 1 tháng
tháng 5 để chúng ta có thể đối tác để chúng ta có thể nhận được số tiền. Vì vậy là nếu mà bạn là người mà đang quan tâm trong việc là nhận được các kiến thức thì cái giai đoạn tuyệt vời này, cái giai đoạn thích hợp này dành cho các bạn để tất cả chúng ta có thể học được hướng dẫn và chúng ta tự lớn lên, tự tăng trưởng. Thì cái chiến lý của công ty chúng ta là luôn là tăng trưởng của chúng ta và kiến thức nó sẽ luôn đi cùng nhau. Vì vậy nên đến mức này nó rất là hứa hẹn. Vì vậy là chúng ta phải tận dụng các cái chương trình chiết khấu này tiếp theo ạ. Ok, như tôi đã nói thì chúng ta có một cái hướng dẫn rất là tuyệt vời để cho người mới. Và bây giờ các bạn thấy được là chúng ta có được cái kế hoạch tiền thưởng. Các bạn nhìn thấy được vẽ rất là đẹp ở đây, nhìn rất là rõ ràng, dễ hiểu. Đây là cái kế hoạch trả thưởng, kế hoạch marketing mà chúng ta có ở Average. Kế hoạch này được minh họa rất là tuyệt vời để mọi người có thể hiểu ngay được và chúng ta có thể đưa cho những người mà chưa bao giờ thấy cái presentation, cái thuyết trình vừa nãy thì họ cũng có thể hiểu được, có thể làm quen nhanh với doanh nghiệp của chúng ta. Thì đây thực sự là một cái bảng kế hoạch rất là quan trọng mà chúng ta cần biết, cần nắm được là có ở cái mục Average, nơi mà có cái công cụ dành cho đối tác. Tất cả những cái công cụ này thì đều các bạn đừng quên là chúng ta luôn có trong back office, chúng ta có thể xem ở trên đấy. Có rất nhiều thứ, những thứ cần thiết cho chúng ta để chúng ta có thể phát triển, để chúng ta có thể mời các đối tác mới, để chúng ta có thể phân tích cái gì đấy và làm quen với cái gì đấy mới. Cho nên là các bạn hãy luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta có back office, chúng ta có các công cụ trên đấy, chúng ta thường xuyên kiểm tra, chúng ta cập nhật thông tin, chúng ta luôn có những cái công cụ để chúng ta làm việc tiện hơn. Cho nên là các bạn nhớ vào back office để xem. Và đây là cái hình thức tuyệt vời nhất để chúng ta có thể có tất cả những cái tài liệu hay là những công cụ quan trọng để chúng ta trao đổi với đối tác. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ với những người khác nữa, về chia sẻ với cái ước mơ này với những người khác. Cho nên là tốt nhất là chúng ta biết hết tất cả những thứ từ những người đầu tiên, từ những nguồn đầu tiên, nguồn chính thức thì tốt nhất. Thế cho nên là chúng ta hãy cùng nhau tải cái bonus plan này, cái kế hoạch trả thưởng này và chúng ta sẽ sử dụng nó. Đây thì chúng ta đã chuẩn bị kết thúc cái bài buổi hôm nay. Thì các bạn biết là chúng ta các thứ bảy hàng tuần thì chúng ta luôn luôn có các cái buổi hẹn với công ty và các cái cuộc họp gặp với công ty. Chúng ta chia ra thành các cái nhóm khác nhau. Chúng ta có cái buổi họp tổng kết và chúng ta có thể biết được là những gì đã xảy ra trong tháng trước. Chúng ta có được những tin tức về dự án, về blockchain vân vân, thì đấy là chúng ta nên có tham gia những cái webinar đấy để chúng ta phải được đầy đủ thông tin và tất cả đều nắm được cái thông tin. Thứ bảy, thứ hai hàng tháng thì thường là chúng ta có webinar kín. Đây là những cái thông tin của ban đầu tư, nó chi tiết hơn về các cái dự án đầu tư của chúng ta. Đây là cái thông tin chi tiết hơn nữa mà chỉ có những người đủ cái cấp bậc thì mới có thể tham gia được thôi. Những người mà có đầu tư trên 1.000 unit thì mới có thể tham gia được, hoặc là những người có đủ cấp độ. Tiếp theo là chúng ta có những cái thứ bảy tiếp theo, chúng ta có gói đào tạo cho các đại sứ hoặc là lãnh đạo dự án dành cho tất cả mọi người. Chúng ta có những cái thuyết trình về Average để các bạn có thể hiểu rõ hơn để chúng ta có những dự án nào, chúng ta có thể phát triển theo hướng nào. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có các buổi đào tạo từ các đại sứ, và họ thường thì có những cái khóa đào tạo chuyên sâu về một mảng nào đấy, có những đào tạo những cái kỹ năng nhất định. Và các cái thủ lĩnh, các cái leader thì họ sẽ trao đổi về tình hình, ví dụ như là có thể thực hiện như là sao chép như thế nào chẳng hạn, hướng dẫn chúng ta làm thế nào để chúng ta học theo họ. Cho nên là các bạn chúng tôi luôn biết cái gì tôi luôn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể làm tốt hơn. Và tôi xin chào các bạn ở đây. Hôm nay thì là một cái vinh dự đối với tôi được có thể gặp các bạn ngày hôm nay. Tôi xin ôm hôn các bạn thật là chặt và tôi xin chúc các bạn một ngày thứ bảy tuyệt vời.